Thế vào thành phố thôi. Đến thành phố Uromsai. Thế là bây giờ vào thành phố đấy mọi người này. Cho mọi người xem đây thành phố nào này. Nhưng mà tình hình có vẻ như dịch thì sao ấy. Nên là không thấy sáng sủa lắm. Ít người qua lại. Ít người lái xe nhiều. Rồi đấy mình lại phải làm cái 500 400 400. Cái này đúng là nếu mà đầy bình là tầm 70 lít gì đấy. Vừa nãy mình đổ 400 mà vẫn đang còn thừa một nắp. Thế chắc tầm 50 lít, 60 lít nữa. Trước cũng xuống đây mấy lần rồi. Trước cũng mấy lần đi sửa xe. Bây giờ lại đi qua. Mấy lần đi xe xuống đây, đi xe máy xuống đây sửa xe đây. Đây là đúng là người Việt có, người Trung Quốc có. Nhưng mà thấy người Trung Quốc nhiều, người Việt mình ít. Cái nhà bị sai lắm, còn đồ tận nha. Giờ đừng có đâm em nha, em đang còn tươi và trẻ lắm. Không luôn. Đây ngã tư này, ngã tư đèn xanh đèn đỏ to này, có khách sạn Trung Quốc này, có bán điện thoại, mấy tiệm vàng vàng đấy, Sơn Na Lạt đấy, còn ghi tiếng Việt này, chắc là người Việt. Sơn Na Lạt, phường Na Lạt luôn mẹ này, cái đội sang họ Lào, phường Trần Đại Hùng ạ. Bám bây giờ chuyển đổi ngoại tệ, có cái nhà đấy, tiền để đâu cho hết, cà phê không đủ sống á. Quay lại thì những có gì đó thay khác. Làm cái chỗ ăn chơi bên hè ngồi trên cái sao. Trước tôi vào đây tôi cũng mất mấy trăm nghìn vào cái chỗ chợ này này, chợ bên tay trái ấy. Mẹ tôi mua đồ ở bọn Trung Quốc này bán đắt thôi rồi mà quần áo cứ hơn 100.000 cái chắc chết, làm hoàng tôi mất 500. Như đi lại thấy đắt đỏ.
này giàu hơn rồi, dân thành phố này giàu. Toàn dân có mặt có tiền mà. Đây coi như cái nhà tượng như hết nước Lào rồi đấy.
thế này mà dân nó bán ít nhờ, nó cho thuê với bán đất nhiều, bán đất nhiều, không hiểu kinh doanh công khai của gì bây giờ toàn nhiều dữ vậy. Trước còn để đồ của hồ biết mà bây giờ nó cũng mất tích rồi này, làm đồ nhỉ. Thế mới thấy Covid này nó làm cho cái giá quả hơi nặng đồ. Có công an việc làm mùa dịch này là ngon lắm rồi, đáng sợ thật. Nhiều nhà thì nhiều ấy, nhìn bán như cái chùa Bà Đanh ấy, thành phố mà nhìn kiểu zombie ấy. Chạy với nước hết luôn. Ngon thật sự. Trung Quốc phải nước hơi nhiều. Đường quốc lộ hơn một tí. Sáu kia cho à, Thanh Hóa rồi mọi người ơi. À là sang tận đây, xong rồi xanh làm gì không biết. Mà sáu đâu em ơi,
Mấy em con hồ bên chạy thẳng đường vậy không? Mấy em Thanh Hóa em chạy sang đây làm gì ý nhá? Gặp Đồng Hương ấy. Chạy đường nào lên Bắc Lào để làm gì không biết. Trông sáng xe sáng chiếc bên ngoài vẫn rất đẹp. Trên long xe hộ nghèo đi không mẹ, mặt dậy kinh. Vận dặm bình an. Ok đấy. Giới thiệu thế là chào bà con nhá.